Hello anh em nhé, trên tay mình đang là mẫu DJI-01. Cái mẫu này thì đây là cái lô hai cây không có khớp nối. Trên thực tế thì cũng nhiều anh em hỏi là có cái cây này mà không có khớp không anh? Thì đây, đây là mẫu không khớp, giá thì như nhau. Cái khớp nối thực tế nói chuyện với mọi người là cái khớp họ làm không đáng bao nhiêu thời gian cả, cũng chẳng đáng bao tiền. Đó, nhìn khá là đẹp đúng không mọi người? Cái này thì hiện tại là bên mình đang phân phối là đắt hơn cái Dongseo 883 100 ngàn. Là giá niêm yết là 3 triệu 300 ngàn mọi người. Nói chung tiền là của ấy thôi. Khá là ngon. Anh em nhìn có say không? Nhìn cũng mê thật. Mình thì thực tế là mình thích cái hình thức của cái này hơn là 883. Ở âm thanh thì có thể 883 họ nói nhỉnh hơn một chút. Không đáng kể. Hình thức nó khá là đẹp nhỉ. Đây mình lấy một cây 883 cho anh em xem nhé, cầm anh một cây. Mình sẽ lấy một cây 883 cho anh em xem so sánh hình thức. Đây, nguyên cái ngăn này là của Dongseo này. Đây, hai cây la cho anh em dễ hình dung. Đó, hai cái thì đều sừng bọc sừng bò hết. Dongseo 883 thì không hề sơn đỏ. Còn DJI-01 thì có sơn đỏ. Đó. 883 và DJI-01 thực tế giá bán lẻ ở trên website của Trung Quốc ấy thì 883 nó vẫn